Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải kính chúc nè một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và lần này thì Khải sẽ lên bắt, tiếp tục bắt 52 nha em ơi. Và sau cái lần bắt 51 thì Khải cũng được một ít đồ cũng như là con nhẫn 540, và bán thì cũng được hơn 20 kim, khá là ok, chung là thu hồi vốn. Và lần này thì anh Tùng cũng được ít con là đánh cho mình lòng như anh Tùng luôn nha anh em. Rồi, đó, bây giờ đến là mình thả butter. Cái rồi, Long thả trước đi anh em ơi. Rồi, Long thả trước đây. Căng lắc chưa? Từ, căng lắc gì? May mắn hả? Rồi, đây, may mắn này. May mắn chưa? Rồi, thả đây. Thằng trên mạng nó rào ấy. Ồ, Khải ơi, hai kia một thủy đó Khải ơi. Đùn, có hai kia một thủy, ngon. Full may mắn rồi nha, full may mắn nha. Rồi, sướng. Một mấy cục phi tóc về cho anh nha. Từ từ vật lý phần trăm luôn. Gì vậy? Phi tóc gì? Khải lượm cái lâm lượm ạ. Khải lượm chứ, Khải lượm chứ. Em lượm đó, em lượm, em bó cho anh em xem. Thì anh đã để em lượm đó. Em bói đang live YouTube. Đang live. Chưa, bây giờ bắt 52 giờ mới mở những con đầu tiên cho anh Long trước rồi em ơi. Đó. Khui hàng, lượm tiền. Bây giờ làm cái vũ khí 30 sát thương 45 được rồi em ơi. Đúng rồi, ok. Phần trăm 80 thôi được rồi. Bây giờ anh Long anh mua mặt, cái yên anh đặt tên là Long đẹp trai hay nữ hết á. Cúi hàng anh một lâu là cái khác đi rồi anh để là khác được nữa. Để cần có tư vấn tiếp cho nè. Con thứ năm là liếm em đi là đúng không? Lề lưỡi liếm. Một đai lưng. Tiếp theo là liếm lỗ đít. Một áo váy nơi. Lề lưỡi. Gì vậy? Rồi, một giày một nón ok vô. Một con hai món. Một con một món. Cúi. Mở ra luôn nha. Mở đây, cứ mở đây, nó đứng đánh sẵn rồi, cứ mở đi. Ôi, nó có 23. Cái tên đốt Phong Long giờ tèo ơi. Ok, quan cho mấy cục phi tóc quan cho. Trời, rác anh Tèo, anh Tùng anh đánh lưng kim rác. Cái nội công mà. Không có cái không ngon. Không có cái gì ngon hết. Thiên nhiên mà nội công vậy. Thiên là ngoại, nó quấn này là ngoại. Thiên đao ngoại. Ngoại. Thiên nội thì đợi ơi, giờ cho nó mấy cục phi tóc quấn cho anh lẹ. Không hợp lý. Được, đấy mà, đi cái gì lâu chia cho. Được hai công viên địch chia cho anh cộng mà bắn thùng mà. Bắn rủi. Mà đứng còn đốt Phong Long mà về. Thôi, mấy ông này bắt 52 này anh em thu nghiên cứu đồ đó có ít vốn nè, lông lỗ quá. Khủi ha. Bánh xác luôn. Phi tóc nè, đó, nó lẹ hơn kìa, đó. Lẹ hơn chứ, nó thả nhanh hơn chứ. Theo, hay không? Anh đại lực, anh đang cục đại lực luôn à. Đồ bót mọc với kim, đồ không ha, ngon ha. Khui hang, anh có nói thì chúng đúng nữ nè. Quay, một cây vũ khí nha. Có đào. Một ngọc bội, luôn. Một cây vũ khí, vô, bó nhanh. Khui hang. Khui mấy cái thằng vàng trước đi. Kim sổ. Không có gì đâu, kim ở trong. Cái hỏa 2, 3. Chết người. Sốp. Không. Trời ơi. Đau, độc ngoài công, tác thương vật lý ngoài công. Trời ơi, không có tóc được đâu. Trời ơi, không có tóc được. Tóc đâu? Chứ em mà đứng đâu chứ xíu nữa ra tóc 30 luôn. Rồi, không có gì hết luôn. Đâu, có đâu. Đâu. Ô, đâu tóc 30 đâu. Tác thương không có tóc nè, nhỏ quá. Cái đó tóc không rồi. Vô tình về bến luôn rồi đó. Tóc 20 nó về bờ được vài củ rồi. Tóc 20 thôi, tóc 20 cũng được 2-3 triệu. Đúng rồi, về bờ liền. Tóc 30 là mình có được cái cán đào rồi vậy. Đó được. Khui. Ôi, được một nón. Một vũ khí nữa kìa. À, một cái vũ khí nữa, một cái phi đao nữa này. Phi đao kìa, đó. Tóc nằm đây nè. Khui hàng, Thầy thổ là không có gì vậy. Đứng lôi ra. Hello anh em mới vô nha. Hello mọi người, kính chúc anh em buổi tối xem live dễ anh em ơi. Rồi khu này. Một nón. Té bữa đi. À thấy mình Long ơi. Long còn bó đông thả đây Long ơi. Chín con rồi. Hết rồi. Trời ơi. Xa bờ nó đâu. Đứng. Xa bờ nó đâu. Trời. Không có cái gì luôn Long ơi, xa bờ rồi. Quấn tập trung à, đây, vô lái rồi Long ơi.
Được rồi. Không có món nào hết, nói chung là ngày mai cho anh em là trong ban lái thì lái chứ chả cái món nào bán có tiền anh em ơi. Toàn ra. Được nửa giống rồi. 2 ngày liên tiếp mà. Phi đích 2 ngày liên tiếp. Rồi, ok. Bây giờ đâu đâu kim này mà thêm tóc 30 nữa trời ơi. Bây giờ là Khải có 3 con, Khải đánh 3 con, Khải trước đánh Tùng sau nha. Đây, 3 con một đặc biệt này, 2 thừa. Ơi, cái hỏa 23 này đặc biệt này tới gì ba lăng mới thả được. Ok, thả 2 con của Khải trước này. Rồi xong này về ba lăng nha em ơi. Về ba lăng cái bánh tàu của Khải hay đánh đi. Đánh này cảm giác nhỏ quá. Ôi anh Long hồi nãy không có con nào đặc biệt luôn à. Anh có 3 con đặc biệt chứ. Ồ 3 con đặc biệt là gì thả chỗ này được. Đâu, anh chín con xanh, ba con đặc biệt. Bậy, đặc biệt chỗ này đâu thả được đâu. Anh đâu thả đặc biệt đâu. À, giờ anh nãy chưa thả đặc biệt đúng không? Ừ. À, ok, rồi qua ba lăng này tiếp tục. Khải thả hết viên vàng, bó xanh cũng đại bà rồi đi. Đợi từ đó, đợi em 2 con này xong rồi tới anh Tùng sau chứ, cái nào ra cái đấy. 52 tiền về. Ồ, hay nha. Kim rồi, kim rồi, kim rồi Khải ơi. Kim, vũ khí kim. Rồi, xong áo ra đây luôn, ra khơi luôn. Rồi, đắt. Ui, cái này bốn món ngon vậy. Có nhiều đồ chứ à. Áo mọc, phục hồi là phục hồi khăn lôi. Khăn lôi. Phục hồi khăn lôi. Đồ, ôi, áo kim chưa. Áo mọc, sốt. Ôi, giờ không phục hồi, vãi trưởng. Ngày này ngồi đít, trời, 2 ngày liên tiếp không ông? Trời. À, cái nón này cũng được, sinh lực đồ cũng được á chứ. Mai trước đi, tao hoặc cái đi kia. Đây, giờ thả tiếp tục bốn con chân tù. Nó không có xào tu đâu, mẹ xui chịu. Không xào tu rồi cũng biết luôn, cũng bắt tay luôn. Nhẫn 500 mà, nhẫn 500 bán được 25 kim anh em ơi. Bán được 25 kim. Thủy, 2 kim hay vậy? Ừ, ai biết. Ngon. Anh Tùng làm coi vũ khí là về bờ luôn. Rồi anh em nãy giờ quên sâu anh em xếp mình bắn chứ. Xếp bắn 45 nha anh em. Đây, xấu này, gia truyền xấu này. Nhẫn 5-11, ngọc bội 4 là 15. Với lại cái nhẫn 25 là 40. Với lại cái mặt nạ 5 là 45. Đó, xếp nơ 1 server nha anh em. Đó. Làm cho tính Thiên Sơn chứ là với qua tủ đó. À, à, qua vụ thủy. Chưa tính Thiên Sơn qua tưởng nữa. Qua thầy, qua vụ thủy qua kìa Khải ơi. Ờ, nó vụ đúng không ạ. Một cây vũ khí nha. Rồi về bờ nè anh Tùng ơi. Kim kim. Rồi, một hai cây vũ khí luôn. Kim hai cây vũ khí luôn. Hai cây vũ khí, hai cây vũ khí này. Bờ nào mới được. Về bờ. Bờ của đảo hay là bờ của đất liền. Bờ nào lai. Ba cây vũ khí. Ba cây vũ khí sao. Đi đào đó kìa. Kim này, sốt này. Sốt này. Nón này nãy. Sốt luôn. Được, nón kim gì vậy. Sốt luôn. Bơ tay kim này trong bang này anh cần không cũng được, không được đẹp lắm. Rồi nè, giờ khui ba cầu khí mới ok này. Tóc sát thương về bơ. Trà ơi, đủ sát. Trời ơi, sát đủ luôn. Đẹp quá không. Tốc độ 30 được chùm luôn á. Thì tốc độ 30 chùm luôn ngon, không có tóc nữa. Sát thương phần trăm cao ghê. Mới có đòi lực kìa. Uầy, xeo, một cây nữa không có tóc đâu. Trời ơi, đủ lên. Cao không à. Không, tèo dùng tóc đồ đánh con hơn, cái này nguyên thua. Không, em... Rồi. Rồi, ba cây như nhau. Trời, đồ quá nhỏ luôn, nó thiếu dùng tóc anh Tùng ơi. Quá... Ủa má, toàn sát thương phần trăm cao không à. Quá, tóc 75 luôn nha. Mấy kia 89 điểm. Mấy kia 8 mấy không à. Ừ. Thấy chưa, 8 mấy không à. Cho kén 5 con hả? À. Rồi ok, cho kén 5 con. Rồi đợi xong thủy nè, xong thủy nè. Đi tiêu á, nó hoáng. Ra thả đi. Mày đừng có cho máy cho ra là muốn thủy kìa. Đậu. Đồ. Nó ra kiểu lương thiếu, kiểu cảm giác thiếu một cái gì đó để nó thành sự phẩm. Rồi tóc 20 thôi cũng được. Kệ ông nào ké ra thả đi kìa. Chưa Tùng Đăng Thanh ơi, anh ba, anh mắt bánh Evan kỹ năng và tiềm năng của các mùa Evan như lại 4 bánh cống nghiệt và 4 bánh phù dung rồi. Đó nội tiền bánh không đã hơn 2 triệu rồi. Rồi Tino ra thả Tino. Nội tiền bánh không đã hơn 2 triệu rồi. Chưa có lắm một tịch. Rồi coi chừng chết nha. Rồi thả đi em ơi. Đồ. Ra đồ. Biết câu thả, biết câu thả không? Thả cho dịch qua đây, ông Khải thả cho. À, đâu, ra đây đứng chỗ đây chạy cho thả nè. Đâu ổng đi đâu rồi? Cầm tiền qua. Nhầm. Ừ, cứ một con 20 vàng nữa là được. Đồ, ba cầu khí nhìn thấy wow, xoa sát thương phần trăm nhìn ấn anh rồi. Quýnh em, quýnh rồi, được, xích qua đây nè. Cái chỗ này nè, đứng chỗ này nè. Rồi, ok, chỗ đó. Thấy không? Thả đây. Này, quýnh giùm cho anh em trong bang nha.
Thả luôn lần luôn. Đậu cho. Ủa hay hay hay. Ôi, hai thủy hai kim nữa ngon. Hai kim hai thủy nữa kìa. Họ nữa kìa. Ngon ngon. Đậu khi tiền về chỗ ông nội TN thiên nhẫn đâu hai đang không không lù lù được bờ này. Vô tình nhận VIP này. Quá. Thì đánh lên trong ban hên xui mà biết đâu được. Nói chung làm gì làm Khải là đánh thôi, cứ ra siêu phẩm cứ 10% gõ lại cho tinh thần. Chứ sao, dù bán 10 triệu ít nhất gõ lại được 1 triệu chứ đánh thua mà. Bình thường. Bình thường thôi, gì đâu. Rồi ví dụ như anh em bán món 10 củ. Đó. Nhỏ lọc liền, nhỏ xâm liền. Mấy cái món hồi nãy là nếu thêm cái tốc nữa là ngon. Thêm tốc độ 20 30 là trời ơi, nói tiền không. Cũng được 1 triệu, 2 triệu một món. Cái đào của anh Lâm là ngon luôn á, 30 rồi. Ừ, cái đào của anh Lâm 30 mà không có tốc. Được, tính là phát sóng 30 mà ổng 1 nữa chứ. Áo. Mình làm được cái cán đào rồi. Áo áo. Kêu kêu. Thôi mấy cái này nhìn đỡ tiếc thôi, bán mẹ anh em ơi, chật chỗ. Em vô bán đi là cái. Rồi cái nào thấp cao cao để lại quăng cho anh em qua ngồi shop bán coi. Ở này lấy hết luôn ơi. Đây. Đây đây. Này, gỡ là chút. Gỡ là vài chục vạn được, cũng nhiều thằng nó cần á, không có đâu đem nó giờ ngon á. Vài chục vạn thôi. Nhưng là ok. Có đào. Có đào nha, có đào kim nha. Về bờ này đâu hai ơi. Về bờ đâu? Về bờ này. Dạ bờ ơi, kêu nó siêu phẩm cái coi. Ồ, đồ đâu giày cũng được, má đôi giày. Má nhìn giày tí đẹp. Xem tí nữa ok rồi. Đào kim số. Để cho nó cho đóng đi. Đào kim. Trời ơi. Có chiến lực cao chứ nha. Áo. Rồi, ra bờ. Ra bờ, ra khơi còn cái nón ngồi nữa. Rồi, Noah vô đây lấy gì lấy này, bán đôi một số đồ rác rồi. Nón kim. Rồi, vô đây lấy này. Được chứ được, bây giờ không lấy. Không lấy cái nào, bán shop đó nha. Dạ, yeah, đôi giày này ai cần không này, đôi giày này có xe nào cần không? Đây, quăng này. Để cho cái đao coi. Rồi, đang đao kêu anh Vũ được, anh Long đương cái đao sát thương 30 kìa. Cái đó bán được 300-400 dạng ấy. Rồi nè, đao gì đây, hỏi anh Long này, Vũ ơi, vô đây. Có cái đao này, nó có sát thương 15 này, Vũ lấy không? Cái này để cho chim lông. Rồi, lùm cái anh Lâm kìa. Rồi, lùm đi Lâm ơi, lùm kìa. Rồi, giờ qua ba lần tiếp tục quất mấy con đặc biệt anh em ơi. Đây. Đi qua ba lần thôi. Bên tàu. Ha, nhỏ vãi chưởng còn mười mấy con nữa. Rồi, let's go. Vô bắn đem 12 này thì thực sự là cả ban nãy giờ đánh chắc cũng tầm 30 con hơn đó nè. Đâu, Vũ Đệ lấy cái đao nào. Mà không biết được cái gì hôm nay. Mày ba lần nè, cho cái nào cũng được. Để cho hơn mười mấy con rồi, chưa cái gì. Cái nón này xe Khải đánh hoanh cái nhẫn kháng hỏa 25 nhá. Ok anh ơi. Rồi bây giờ này những cái con 12 con này sẽ ra nhận kháng hỏa làm cho anh. Đó. Nè anh Long nè. Thông trang và lần. Còn 12 con đặc biệt nè anh ơi. Nhờ vào con này. Thi Yên cầm đao kim chứ vậy ông nội. Thiên cầm. Sao anh? Thi Yên cầm đao mộc đi. Không có đao cầm. Được hỏi đi, được giá hỏi em. Ờ đâu cầm đỡ cái đao này đi. Không có đao cầm. Rồi lên. Bánh tàu gấp kim thì đi cầm đông đau kim gấp đánh hiện thoại đi. Ok anh em ơi, bây giờ Khải sẽ sẽ đúp nó đánh lần bài đặc biệt anh em ơi, lần bài đặc biệt anh đâu à, anh Long ơi xuống vị trí cũ anh ơi, chỗ này có thằng Thiên đứng nó chơi bạc, Thiên chơi bạc chịu rồi, không mấy thằng nó chơi bạc nó canh quanh nó quấn với công. Rồi đợi tí nữa mày, để chạy xuống vị trí nữa. Lùng lòng quá. Ok bây giờ quất tiếp hai con đặc biệt nữa mày. Ôi, hai con mập ba con luôn. Rồi quất luôn, ba con đây cho nó mau. Con bên trên nha. Cuối hàng. Có bọc. Con còn rồi. Cái gắn này nó dễ kẹt lắm. Nhiều người bị kẹt đấy. Không biết đánh thì thả nó kẹt liền. Rồi, cứ bù được là đánh được thôi. Lấm tiền. Hàng về, hiện tại sẽ mình bánh 45 với lại Phương Quốc, Tửu, Thiên Sơn, rồi họ mai, họ đào, các kiểu, mình bánh chắc hơn 100% luôn nè. Mà nó kiểu hên xui, nhiều anh em dự đoán kiểu nó tới con nào nó ra là nó ra rồi, chứ thiệt sự cũng không biết là có thiệt sự tính vào đồ may bánh hay không, không tin luôn. Chết mẹ, bắt mộc à? Mộc, kim, thổ. Bắt thổ. Thôi hả? Đó, đi qua dọn quái bớt đi. Con này thì may mắn 12 2 4 6 7 định muốn ngọc bội 5 6 mang cho nó mà làm biếng quá. Chết kìa, coi chân. Một ngọc bội.
không ra siêu phẩm chặt cái đào luôn hả? Ok luôn anh ơi. Ở hôm trước bắn 51 thì nó cũng hình ra nên ra siêu phẩm. Còn bắt 52 này không biết như thế nào đây. Trời ơi, một con là một cái món đồ này mà. Long đâu rồi, lau dính Long. Chạy đâu đâu. Nhanh nhanh hết may mắn này. Quấn chiều sau hết đó bằng bom. Phải thật đây. Tắt auto. Còn 3 phút mà bắn hoa đào nữa. 2, 1 thổ, 1 hỏa. Ôi, nhận thổ làm gì? Chết tôi, thổ mà ra nhận là to này. Thổ ra cho chiều là ok nè. À. Quấn đi. 2 ngọc bội, 1 mọc, 1 kim à, 1 nhận thổ à, to này. Này thấy cảm giác chưa cái gì à. Thủy chưa có luôn, giờ tìm cái nhận thủy cho anh Tùng mà tìm kiểu gì đây. Thả thủy không ra đây. Hả cái gì? Nhận thổ đẹp đẹp cứ để lại. Ok. Thì nhận đồ, nói chung đồ nào đẹp bán có tiền thì đỡ, chứ còn đồ không có tiền vứt shop hết cho đỡ chứ. Rồi, một nhẫn nè. Dây chuyền, dây chuyền. Nhẫn với dây chuyền hỏa hả? Nhẫn, mong nhẫn làm chậm nữa, có thêm hai mấy 30 kim nữa nè. Là về bờ. Ít đồ thì đồ ngon mới có chứ chị. Ok, bếp bố bông ơi. Tranh thủ quật quá một boss đỡ. Ít hôm công thành, không thời gian đánh nữa nè. Lúc đó là bận sắp mặt luôn. Rồi, cứ xem hết máy này. Anh Long chưa ra luôn à. Để em thả tiếp, em đánh hết chỗ này rồi. Trọng kim. Thủy này, thủy kim. Rồi, ok. Thủy kim là tiền về. Thủy ra nhẫn. Rồi, kim thì ra dây chuyền rồi đẹp. Ôi, bài. Thổ chó này, dây chuyền. Thổ cân dây chuyền. Rồi, thổ mà nhẫn ngập bòi á, tôi chịu rồi. 25-40, trời ơi, 25-40 anh Tùng đoàn nét phát một mấy cũ liền á. 25-40 dạng hằng nô một mẹ rồi. Bữa đó mà không biết em ơi, biết đâu biết ai bán đâu mua. Anh cũng tìm mua mà, có người bán thì được mua luôn. Em hỏi em coi thử ai có không. Hiện tại vừa rồi chỉ có hai món thôi, một dây chuyền với lại một nhẫn anh thôi. Cũng có người hỏi mua nhẫn này mà đâu bán đâu nè. Rồi, một nhẫn thủy cho anh Tùng luôn nha anh Tùng ơi. Ôi. Rồi, có nhẫn thủy này nè, coi bói thử gì nha. Có nhẫn thủy nha. Rồi về lấy thêm tiền anh em ơi. Có nhẫn thủy nha, có nhẫn thủy này mà hy vọng chằng chờ luôn. Có nhẫn thủy thì có hy vọng rồi đấy. Ừ, thôi. Thả mấy con này nữa đến Long nha. Còn đem con quýnh 2 tour nữa thôi. Quýnh đây. Mới xuống mua đồ cho ông. À lại thủy nữa. Ngon. Ôi xô, thổ chán dữ. Hai thổ ngon rồi. Hai thổ ngon. Ra dây chuyền. Ra dây chuyền. Ừ, đây có dây chuyền. Vô bơ. Về bơ. Nãy chưa bói đồ anh em luôn rồi. Nãy chưa cho bói đồ nha. Chưa, từ anh hết khui luôn. Anh hết 5 con này khui luôn. Ông cái kỳ đầu tiên á, lúc mới ra là dây chì cục bội rất nhiều quá trời quá trời luôn á. Ok, vậy phải chơi không á. Giờ nó fit lại rồi. Má bữa trước đánh cứ một con đặc biệt ra 4 5 món, 7 8 món nhiều quá chướng luôn. Giờ đánh cứ một con một món nè. Giờ mong thủy này, mời con thủy ra tiếp cái nhận nữa có cơ hội nè. Rồi có cái nhận 2540 thực sự hàng độc nô một server luôn. 2540. Thổ ra cái toàn thể liên thắng cả 18 băng 20 cũng được. Ok anh luôn. Trời ơi ạ. Khô máu luôn. Một kia một mọc. Rồi. Khui hàng này. Thủy ra cho chuyện anh đây. Thủy cho chuyện này. Hello và lắm chương kỳ chung nha mời. Chắc anh qua anh trải nghiệm vài hôm cho anh em biết nha chung ơi. Chứ chơi vẫn chơi bên này. Băng áo bên này cũng đông đen mà sao mà bỏ được. Về bờ nhưng chưa biết bờ trên đảo là bờ nào á. Rồi, đó là những con cuối Hoàng cùng. Hoàng Sa hay Trường Sa đây? Rồi, cánh bánh tiếp tục này, cánh bánh tiếp tục này. Quay đảo, rồi ok. Khui hang. Đâu, đánh gần 12 con mà được gần nửa rương chân sức này mà. 12 con đặc biệt.
Anh em xem bắt 52 này đánh giùm cho anh Tùng với lại anh Long thì đừng quên ủng hộ cho tất cả anh em trong ban một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Nếu có siêu phẩm thì mày ra gửi vô anh em ơi. Qua này đưa anh Long đi bắt 51 năm ton, mình là chúng anh Long là ton. Bắt 51 là được cái nhẫn 540 đó anh Tùng. Rồi có nhẫn mọc luôn, khui hàng. Đợi em tí anh Long ơi, em khui hàng rồi đó. Khui hàng, xem thứ hai nhẫn thủy nha anh em, có hai nhẫn thủy nha anh em. Ồ như một nhẫn thủy à, một nhẫn thủy à. Khui. Ui xèo, cái gia truyền thủy này không có kháng cả à, nhỏ thiệt. Ôi trời ơi, cầu xanh xanh lượng lực thời gian chúng banh 40, chúng động 40 trời. Chúng banh 2 điểm, shop. Shop, kim. Rồi, 19-30, ngập bội nữ, vãi chướng. Quên ngập bội nam rồi chứ. Để đi, mấy nào đó để được. Đậu xanh nát ngập bội nữa. 23-20, nhẫn cả tiền rồi. Chứ là còn lực cao kìa. Vãi chướng. Rồi, rồi, được. Cho anh em nào cần cho này. Chưa có siêu phẩm nha anh em ơi, đang bói đồ này. Làm chậm 30, trời tưởng 40 có vài chục kim rồi. Rồi cái nhẫn này cũng được nè, như Hương đang hỏi nè. 15-20 xài tầm ổn, sinh lực 104 luôn, quá đẹp luôn. Ok, về ra cho luôn, khỏi bán cái đó, khỏi bán. Đó, bán gì. Ồ cái này sức mạnh 12 này, ác thằng rồi, về cho này. Ok. Sinh lực cũng được luôn, sinh lực cao luôn. Ôi cái này sinh lực cao mà sức mạnh 2 điểm trời. Sốc mẹ luôn quá. Sốc rồi. Trời ơi chuyện kim không kháng cả ta. Trời ơi cái nhẫn khăn lôi tù tưởng 26 ngon tiền. Ôi cái nhẫn bòi cái nhẫn ôi, đẹp ôi, quá chứ. Ôi đẹp ạ. Này được ạ. À. Được được à, đang xài ngon à. Nghe vị đang thiếu cho anh em. Được luôn của nó. Nội lực sinh lực luôn mà còn gì nữa. Trời ơi cái nhẫn thấy nè anh Tùng ơi. Nó bị thiếu 20 điểm kháng hỏi với lại thiếu 20 chó anh ơi. Thiếu 20 điểm kháng hỏa. Ừ. Vãi chướng thì cái nhắn đâu. Sốc luôn cho đợi tất hơn. Thiếu có 20 điểm luôn. Hàng về. Anh Tùng quá đẹp luôn Tùng ơi. Nhắn này là nghe mi xài đẹp luôn. 21-40. Quá vinh cho cái nhắn thổ luôn. Được. Đeo nhận dưới anh ơi. Thì nhắn 520. Đúng. À, tức là toàn đồ để cho thì không có đồ nào bán có tiền luôn nè. Là đây. Rồi. Đâu như Hương đâu, về đây tặng cho cái nhẫn. Rồi áo thằng đâu. Rồi anh em nào lấy, anh em nào lấy mấy cái món này nè anh em. Nhẫn này để trưng bày này, đồ phục hồi sinh lực, nội lực gì, thở lực 9 điểm. Nhẫn này là khả sai này. Nhẫn này để em sai nè anh Tùng. Nhẫn này nữa này. Để cái nhẫn nam mộc với cái nhẫn thổ lại. Đúng rồi. Lại cho anh em hết á. Không có món nào mà gọi là tương đối. Gia Lai Bắc, Gia Lai Bắc. Tương Dương Bắc. Được hai món này thôi em ơi. Nhẫn này mà sau này nghe mấy trưởng rồi đi mang nhẫn này cũng đẹp. Hồi trước cũng có nhẫn này nè anh Tùng. Em cũng sang ra nhẫn này em định cho nó mang này. Anh Nam mình hỏi chắc đợi bữa nào thôi donate cho ông nhẫn này cũng được. Rồi cho... Ủa phải ơi, mình nhắn phải. Đây. Đó. Bán thì cũng được một hai kiềm thôi. Đâu chẳng, còn á thằng đâu chẳng phải rẻ đâu nè, em có nó bán được một hai kim mới nhận thôi. Không lấy đâu, cái đang đi tắm kim rồi. Ok, không lấy nhận này, không lấy này, sinh lực nội lực thấp quá. Sinh lực nội lực thấp quá. Cấp 10 đây. Nhận cấp 10 á. Đây làm chậm 20 này. Trời ơi, độ phục hồi sinh lực 9 điểm luôn, quá chướng, nó mắc phục hồi không trời. Trời. Hai nhận. Đâu sao? Hồi 99, đó dưới đất kìa. Đồ đó đi quýnh tân nhân vương là phục hồi đánh ớn ăn luôn, thiếu 4 nút. Đúng rồi. Thằng đó đồ đánh tân nhân vương mà không có kháng nhìn trắng đời. Cái nhẫn này để làm cho tẩu sướng à. Rồi Long đánh chưa? Rồi đó. Rồi bây giờ em không ai lấy, em shop mấy cái này bớt này khỏi chặn đường nè. Cái này shop này, shop cho đỡ tức nè. Hello. Ơi. Anh em nào có cái chuyện kim không anh em, cái này nếu mà không có kháng tất cả thì đeo như này cũng ok nè anh em. Sinh lực ổn này. Rồi thả nha. Ngọc bò này cũng được này, ngọc bò này cũng được này. Rồi, anh để mình cắt cái đồ em lên đây nè. Rồi anh thả đây. Rồi, đồ em trên cấp này nha. Rồi, đồ anh Long từ cái hộp hoạt động xuống. Rồi, cuối đây. Tiếp tục. Mộc, thổ, hỏa. Mộc, thổ, hỏa, ok. Đồ này nó ra một ngọc bò với một nhẫn mà làm chậm 20 với 30. Cái bề nè, con hỏa nó về bờ anh Long ơi. Hỏa về bờ nè. Mới cánh thì cũng gục mấy bánh nữa. Một kim lý.
Hello anh em mới vô nha. Hơn 250 anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ video chơi anh em ơi. Và video này Khải sẽ up lại trên kênh Bắt 52. Anh em nào mà xem rồi thì cũng có thể ghé qua những cái lệnh bài sandbox đó cho Khải một like cho anh em. Ui ngon rồi. Rồi họ về bờ rồi, 4 ngọc bội Long ơi. Bèo lắm mà có ngọc bội 40 tiền không? Long. Trời. Ôi đủ ông này rất đồ nhiều vậy. Rồi, về bờ rồi, tuần này chúng về bờ cho anh Long ơi. Quá là mơ kéo về bờ cái. Long có nhận thỏ đen anh Long ơi. Khải nhận cấp 10 quăng ra cho mấy cái nữa nha Khải. Ừ. Bán shop gì có tiền không? Nãy giờ toàn bán shop không. Ai, con thỏ này em ra cho chiền nữa là về bờ luôn. Đánh boss là view cao hả? Ờ, kêu hiếu vlog ơi. Thì thực sự phải có content em xem nhé, còn thực sự đánh hàng ngày mà băng áo tầm này yếu quá, anh em ít ít xem. Đó là Khải biết lý do mà. Có đồ hồng ảnh hả? Ừ, có anh em đồ hồng ảnh một tháng em ơi. Đây. Dây chiền 10, ngọc bội 10, bộ này bộ min nè. Rồi, mở dây chiền, dây chiền thổ luôn. Dây chiền thổ luôn, tới công chuyện luôn. Rồi, khui hang. Tới công chuyện luôn. Đây quăng đây, quăng đây. Không có nhận, không có nhận. Khui hang. Why show cho chiền đậu xanh. Má, nó thiệt kháng tất cả đâu. Sao vậy? Đồ, cái này mà kháng tất cả 18 là anh Tùng anh hút ngay. Rồi, chịu rồi. Đó, shop nhanh Long hay là đỡ anh em rồi xài shop. Đây, shop, shop, shop. Shop cho đỡ cây. Shop đi. Cho chuyện mộng này shop luôn, rồi không khéo kéo này mày. Shop luôn. Ngọc bòi này. Hả cái gì quên đồ cái mùi á? Trời ơi, ai biết. Không bằng. Đây, thấy chưa? Ôi, sổ đẹp lắm. Thấy chưa? Về vơ. Rồi, chứ là cao kèm Long ơi. Đây. Được, cái này bèo lắm, phải 40 kim quay đầu Long ơi, ngon quá. Sinh lực đẹp quá chưa? Bắt lên bang ơi. Vai nồi. Ờ, được cái về bờ, về bờ chứ. Tiếp theo cũng về cứu được cái chứ. Đồ 20. Quá, tưởng là 40 nữa chứ. Quá, 40 nữa. Vãi yeah. Lên về bờ hai cái rồi. Xong. Đồ, có thêm 25 kim nữa. Đấy. Má này cũng được rồi. Hai món nha. Có thêm số 1 nữa thì đẹp. Đồ, ngon máu để sinh lực cái này thấp quá. Cái này chắc bán được 20 kim quay đầu. Này 20 kim quay đầu được rồi. Có được rồi. Có được rồi. Đồ ngọc bội xin lực cao mà, nó xin lực cao. Ôi đồ ơi, trời ơi. Biết ngay mà đậu 4 ngọc bội này phải ra hàng đẹp. Đâu? Hai món ngọc bội nha. Trời ơi, ngọc bội đẹp vãi nồi luôn em. Trời ơi, cho em xin. Lần về bờ không đâu. Về bờ. Đấy, chính là bộ kích lộn shop Khải ơi. Không kích được. Trước khi bắt đầu gần 3 này nhắn nút S mấy lần này cho kích lộn shop ban luôn á. Đợi hết rồi. Về bờ. Đồ anh Long hai món về bờ biết ngay mà. Tối nay Long gỡ bờ mà. Ôi ơi. Từ trường xa. Này. Này đâu? Này này lái này. Nó vứt làm như là ngọc bò này con đồng. Tầm 30 này. Anh em đồng cần cũng được này. Em ơi. Trường Sa về bờ. Đồ Long còn Long đúng 3 con cuối về bờ không nào? Vãi nồi. Cái con hỏa em nói rồi mà con hỏa đó đẹp rồi. Rồi làm đi làm. Má hai con về bờ, hai ngọc bội đẹp vãi nồi. Ngọc bội năm. Hai anh em nói con hỏa về bờ thấy chưa? À hên quá, cuối cùng nữa từ Trường Sa quá bơi dần được viên bơi lội bơi lại tới bờ. Ngọc bội này anh Long cứ rao 45-50 kia mà nó trả tầm 35-40 bán được. Còn ngọc bội nữ này phèn quá, được vòng 1 nhưng mà phèn quá. Cái này chắc bán được à. Bán cái này mà xin được 120 mấy, 120 kim. Ngọc bội nữ phèn quá. Bán cái cô hỏa về bờ là Long về bờ đó chứ. À biết con hỏa về bờ luôn. Rồi ok, chúc mừng luôn. Bắt 52 này anh em trong ban về bờ anh em. Cảm ơn anh em ủng hộ Khải like và share nha anh em ơi. Like chia sẻ mạnh anh em ơi. 10% với Long ơi. 10% Long ơi. Bình thường quá. Rồi cứ bán đi tính sau. Quá đẹp. Rồi anh Tùng thì về bờ được cái nhẫn mọc này, hai nhẫn này nghe mi mang luôn. Đó, mình có anh bác. Đục nhẫn này. Không, cái nhẫn mọc nó ngon không? Mọc đẹp. Thỏ đeo chán bán em nha anh Tùng ơi. Cái nhẫn khi nào có nhẫn nào đẹp hơn thì tính sao em ơi.
Anh này hôm trước cái bát kia em dư em được cái ngọc bội này nè mà em rao không mấy ngày rồi không ai hỏi anh Long. Cái nào? Em cái em ngon ngon hơn của anh nữa. Đâu đâu? Em rao mấy ngày rồi đủ sân. Cái này sao ngon được cái kia ẩn một. À cái ẩn một ngon hơn. Nói chung bù lại. Cảm ơn anh em, cảm ơn anh em. Bù lại ẩn một thì đừng mong nó sai cũng được anh em. Rồi ok anh em xem bắt 52 này thì đừng quên ủng hộ cho Dư Khải cũng như là anh em trong ban một like xem ủng hộ cho anh em ơi. Nhớ là ủng hộ 200 like để tiếp tục ra những bắt tiếp theo anh em. Ẩn một này đừng mong với lại ai ta? Đừng mong với Thi Yên. No, Thi Yên ngày 10 không cần. Ẩn một thì đừng mong Gió Đăng anh này. Mà Gió Đăng nó cũng cần ẩn 2 này. Nên là mình đừng mong à, mình đừng mong. Rồi, like cho xem mạnh anh em ơi. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhé. Cái này được này mà xin lực.